Hello, rồi Lâm xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn trên cộng đồng TikTok nha. 2-3 ngày nay á, tôi nói thiệt nha, tôi nghe cái vụ mà bộ trưởng bộ y tế tôi sợ quá trời, tôi sợ rồi. Cái gì mà đưa ra thí điểm hả, cái gì mà đưa ra thí điểm dành cho người mà độc thân á mọi người, phạt, đưa ra mức phạt đóng thuế đối với người độc thân hoặc là những người cố tình lập gia đình trễ. Vì lý do là đất nước của mình bây giờ á, là tỷ lệ sanh nó giảm, còn cái tỷ lệ người già bây giờ nó quá quá cao, đất nước sẽ không đi lên. Bà muốn đi lên tới đâu? Bà muốn đi lên theo cỡ nào? Hay là bà muốn là trở thành một người vĩ nhân, một người vĩ đại của đất nước nữa hay gì đây bà nội? Hả? Nói cho nghe nè, mấy cái người độc thân á, người ta không có động chạm gì tới mình hết trơn, người ta không có ghẹo bà, hiểu không? Người ta không có làm gì ảnh hưởng tới bà. Bạn nên nhớ, độc thân là có rất là nhiều cái yếu tố, có rất là nhiều yếu tố khiến cho cái người độc đó phải độc thân. Đôi khi người ta nghèo quá, người ta muốn lập gia đình lắm nhưng mà ta không có điều kiện, không có tiền, không có bạc này kia, cưới vợ hay lấy chồng về rồi khổ, rồi sanh con đẻ cái ra lại khổ. Cho nên đôi khi người ta muốn độc thân. Rồi có những người đôi khi người ta phái, người ta thích cái cuộc sống độc thân độc lập, mọi người, ta không thích ràng buộc, không thích ràng buộc ai đó nha. Rồi mình chưa tính tới cái những cái chuyện mà thí dụ như có những người mà LGBT đi, mình nói nhẹ nhàng là thế giới giới tính thứ ba đi, rồi kêu nó lấy vợ lấy chồng rồi sao, sao lấy được, ép nó à, đúng không? Mình trước khi mình lên mình làm mình nhậm chức, có tôi nói thẳng á, mình cảm thấy mình làm cái chức vụ đó mà mình nhận người ta đề cử mình làm được thì mình nhận, còn mình làm không được thì mình đừng có nhận cái chức đó. Nhưng mà mắc cười quá, bà nhận cái chức là bên bộ trưởng bộ y tế mà, chứ đâu phải là bộ trưởng bộ làm mai làm mối đâu, bộ trưởng bộ hôn nhân gia đình đâu mà bà rảnh quá vậy hả? Bà lên rồi bà rảnh quá vậy? Trời đó coi, đâu có ai mượn, không có ai mượn nha. Ví dụ mình lên mình làm cái chức bộ trưởng bộ y tế á, là bà nên suy nghĩ những cái chuyện gì mà thí dụ như là nhập thuốc này kia tốt, nhập thuốc xịn về để phục vụ cho những người bệnh, những công dân Việt Nam, hiểu không? Hoặc là bà suy nghĩ tới cái chuyện mà lại mua những cái máy móc hiện đại của những cái quốc gia hay phát triển đó về để phục vụ cho bệnh này kia của người dân Việt Nam, đúng không? Hoặc là bà suy nghĩ tới những cái chuyện là giống như có những cái chuyến xe không đồng hay là gì đó hỗ trợ cho người nghèo từ bệnh viện cấp trung ương đổ về bệnh viện tỉnh, tỉnh đổ về huyện, huyện trả về xã, ví dụ vậy. Tôi nói ví dụ vậy thì nó mới có ý nghĩa, hiểu không? Còn đằng này bà lên bà ngồi đó bà nói bà thí điểm bà thí cái gì? Bà hút máu người ta chứ thí điểm gì? Bà kêu người ta một hai là phải lập gia đình, còn không lập gia đình là phải đưa ra thí điểm này thí điểm ở phạt người ta, chẳng khác nào bà ép người ta đi cưới vợ đi cưới chồng. Nhưng mà bà không nói là cái độ tuổi nào, quy định tuổi như thế nào và đến tuổi nào mới hết cái nghĩa vụ đó, sao bà không nói, đúng không mấy anh mấy chị? Sao bà không nói? Rồi bây giờ nè, có rất là nhiều người ta đặt một cái câu hỏi như thế này. Người ta đã chọn cái cách sống là độc thân, kể cả người thân, người nhà, gia đình, cha mẹ, ông bà, người ta ép người ta còn chưa có chịu cưới vợ, lấy chồng. Thì bà là cái gì mà bà lại ép người ta? Người ta hỏi một câu là bây giờ á, nếu như người ta đi cưới vợ hoặc là đi cưới chồng, thì bà có hỗ trợ cái gì cho người ta hay không? Bà có cho tiền người ta để người ta gây dựng sự nghiệp, làm ăn hay không? Câu hỏi thứ hai á, là nếu như người ta lập gia đình về, bà sanh con đẻ cái ra rồi không có gọi là điều kiện để nuôi những đứa trẻ cho nó có một cái môi trường tốt đẹp, nó ăn sung mặc sướng, nó học trong một cái môi trường giáo dục tốt, thì bà có nuôi nổi những đứa con của người ta hay không? Bà có lo được cho những đứa con đó hay không? Mà những đứa trẻ mà khi mà sinh ra trong cái môi trường nó không tốt của mọi người, nó không có điều kiện như bao nhiêu đứa trẻ khác đi, thì cái tương lai nó đi về đâu? Rồi bà nhắm cái tương lai nó không có thì làm sao một cái đất nước nó phát triển mà bà xúi dại bà kêu á, sinh con đẻ cái ra đằng bà lo hay làm gì? Sinh con đẻ cái ra đằng bà nuôi hay gì? Bà nói đi, đặng tôi về tôi biết tôi đi cưới. Tại vì mình cũng đang theo cái kiểu là độc thân mọi người, mình nghe mình bức xúc. Trời đó coi, nói chuyện nghe nó vô lý phải không? Bà nên suy nghĩ những cái gì có ích cho người dân Việt Nam, chứ đừng nên suy nghĩ những cái chuyện mà để hút máu người dân Việt Nam.
Trời ơi, cái này giống như là ép buộc bắt buộc phải đi cưới vợ gả chồng, nhắm mắt vậy nào phải chịu đại đi cưới vợ gả chồng đi, còn không ấy là bắt buộc phải đóng tiền phạt. Bà nghĩ mắc cười quá, đi cưới vợ cưới chồng mà bà làm như tưởng đi ra chợ mua bó rau hai bó rau vậy, ăn cái nào tươi thì ăn, còn cái nào mà lỡ héo hư quá thôi đem đi giục đem đi bỏ. Bà nghĩ vậy, cả một cái tương lai của người ta không, cả một cái cuộc đời của người ta, cưới một người sống với một người không phải là một cái sự gọi là quyết định một sớm một chiều. Ủa đó cô là trời, rồi chưa có tính tới mấy cái người, tôi nói mấy người đẹp đẹp đi bây giờ á, nó còn được quyền lựa chọn, còn mấy cái người mà nó xấu xấu như tôi nè, mặt mụn không vậy nè, rồi ai chịu, rồi mấy đứa họ giống như cô vậy nè, ai cưới, bà chịu không, bà cưới mấy đứa đó không, bà chịu cưới một cái đứa mà không vừa ý bà về bà ở chung, nó sống chung không, mà ngủ chung nè, bà chịu không, hay là tối ngủ mà phải lấy hình diễn viên ca sĩ này kia nọ ảnh lên mặt bạn ôm nó ngủ hả, hay là tối ngủ phải 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 tắt đèn kính mít đen thui tối hù đặng ngủ mới được chứ nhịn mặt rồi đâu. Ôi đất ơi, bà làm ơn bà động động cái não bà suy nghĩ giùm cái nha. Tôi là tôi nói thiệt, tôi chỉ gửi lời gửi đôi điều tới mấy bà này vậy đó, nên làm cái gì cũng phải suy nghĩ gì có lợi có ích cho người dân Việt Nam chút xíu. Rồi tôi hỏi giờ mấy người mấy ông thầy chùa nè, có câu hỏi này khán giả ta thắc mắc nào, những cái người mà đi tu đó, những cái người tu sĩ, những người đi tu chính thức trong chùa đồ này kia nọ rồi á, người ta đã xác định người ta độc thân, người ta không có vợ không có chồng, người ta mới đi tu đó, bà có phạt mấy người đó không, tôi hỏi thêm câu hỏi vậy, bà có phạt mấy người đó luôn không, bà nói tôi biết tôi hờ coi, tôi biết tôi tính rồi, bây giờ bà phạt bao nhiêu tiền nói đặng biết đặng tôi để dành lần lần, chứ tôi là tôi chấp nhận tôi đóng phạt rồi, chứ tôi không có rảnh đi cưới mấy cái thứ tào lao về ở mệt lắm không hợp nha, đặng biết đặng để dành tiền đặng đóng phạt chứ gì tên á, rồi đóng mấy lần, đóng hàng năm hay là đóng làm sao, hay đóng nhiệm kỳ hay là đóng như thế nào, bà phải nói cho người ta biết nha, còn không á bà muốn ăn cái gì bà nói thẳng đi, rồi dân nó hùng tiền nó đóng góp lại nó cúng cho một lần một, chứ bà đừng có nói mà đưa ra thí điểm từ 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 đặng bào mòn đặng rút người ta hay vậy nha cả nhà. Trời đất ơi, cái kênh này là kênh nhiều chuyện, kênh tám mọi người ơi, mấy anh mấy chị mà vô tình mà có xem clip được của em á, có thích thú mà những tám những cái chuyện xã hội đó, mấy anh chị nhớ follow giùm em nha, follow thả tim video giùm em thấy em sẽ follow lại, và khi mà em có ra video này kia mấy anh chị vô tám với em nha, nhắc lại là kênh này là để kênh tám nha mọi người, kênh tám kênh nhiều chuyện nha đó, em chào cả nhà nha, em cảm ơn mọi người đã xem hết video, có đôi lời gửi tới bà Đào Hồng Lan nha, bà Bộ trưởng Bộ Y tế, tôi nhớ là bà Bộ trưởng Bộ Y tế chứ không phải là Bộ trưởng Bộ Hôn nhân Gia đình nha nha.